Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái size CR Lakeside tất cả các bạn. Giá cổ phiếu của CR Lakeside hiện tại là lên 0.79, mà hiện tại nó nói cái giá cổ phiếu này chưa chính xác nha tất cả các bạn. Nhưng bạn nào mà cây xe thành công thì vào tiếp vào tham gia dự án 3M nha tất cả các bạn. Cái này chương trình CR Lakeside nó ngày 1 tháng 8 nó cho sẽ 3 triệu thành viên sẽ tham gia vào quảng cáo. Hiện tại đến nay nó là ngày 3 tháng 8 không thấy gì hết các bạn. Chắc như 20 đô các bạn cài xe chắc như là bỏ sông bỏ biển đi. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh mình thì cố gắng sẽ chờ thêm khoảng tuần lễ nữa các bạn. Nếu có thông tin từ VNSI mình sẽ cập nhật lên cho tất cả các bạn. Hiện tại không thấy cái gì hết trơn. Hôm thấy nó update là tưởng đâu nó cho xem quảng cáo không chứ cuộc mẹ nó. Nè các bạn, các bạn vào đây mình đọc nó các bạn. Hiện tại không có cái gì hết trơn. Tại lâu quá những các bạn nào theo mình thì mình cũng làm cái video này để cập nhật để thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Như 20 đô của mình là như tiêu rồi. Có xem quảng cáo gì đâu. Mình cũng thấy cái này hơi ảo quá. Nhưng cậy đây có cập nhật thêm từng hai từng các bạn. Nó nè. Dự án 3M cộng 2 mục tiêu này nhằm là tạo ra 3 triệu thành viên KC xác minh cá nhân chương trình quảng cáo thì chúng tôi đã đến trong vòng 2-3 tuần tất cả thành viên cũ và mới tham gia là đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 chúng tôi sẽ đạt 3 triệu thành viên được xác minh cần thiết để bắt đầu vào chương trình quảng cáo CR Lakeside nè, được niêm yết công ty công khai nè, mọi người kiếm được tiền quảng cáo sẽ được tự động kích hoạt để kiếm lợi nhuận từ chương trình lối sống độc đáo của chúng tôi. Chúng tôi đã đang lên chiến lược huy động tối thiểu là 100.000 Lakeside trên toàn thế giới để đăng ký khởi động dự án ngay lập tức. Mục tiêu dài hạn số lượng Lakeside để là một phần đáng kể trong những số có thể bắt đầu thưởng tự do tài chính hơn bao giờ hết. Trong quá trình chúng tôi sẽ tạo ra hàng ngàn triệu phú, những người tham gia được hưởng thụ cuối cùng từ tư cách thành viên và VIP đáng khao khát Lakeside, nhấn nút để tham gia dự án ngay lập tức. Bạn nào thì chưa tham gia dự án thì bấm nhỏ nút Lakeside 3M nha các bạn. Bấm nhỏ mục này nè, mục YouTube này mà tham gia nha các bạn. Hiện tại có 34.529 thành viên tham gia mà chưa có xem quảng cáo được gì. Để chờ công ty update nha các bạn. Một thì nếu mà xem quảng cáo được thì mình cắt là ngon, còn xem không được thì như 20 đô bỏ sông bỏ biển nha tất cả các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật từ dự án tiếp theo nha tất cả các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn.